Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online. Thì ngày hôm nay admin xin hướng dẫn cho các bạn cái đề tài khá là hay. Đó chính là kết nối BOCS 7002, BOCS 7005 với một cái máy tính ảo có cài TIA bọc tô. Thế thì trong cái thực tế chúng ta đi làm á, thế thì chúng ta có rất nhiều phần mềm hay là có rất nhiều phiên bản TIA bọc tô, bắt đầu từ là phiên bản TIA bọc tô V11 cho tới hiện tại bây giờ là phiên bản TIA bọc tô V18, đúng không? Thế thì một cái nhược điểm của phần mềm TIA bọc tô là gì ạ? Nó rất là nặng và thông thường thì chúng ta sẽ không cài được nhiều phiên bản trên cùng một máy tính, đúng không? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ sử dụng gì ạ? Máy tính ảo là VMware. Thì hiện tại bây giờ admin đang sử dụng một cái máy tính ảo đây này. Thì các bạn có thể là xem cái video về hôm trước admin có nói là gì ạ? Cài nhiều phiên bản TIA bọc tô trên cùng một máy tính dùng VMware. Đó. Thế thì chúng ta sử dụng VMware để chúng ta cài phiên bản làm nhiều phiên bản TIA bọc tô. Thế thì khi mà chúng ta kết nối với BIOS thật, đúng không ạ? Chúng ta kết nối BIOS thật thì chúng ta làm như thế nào? Thì thông thường trên mạng hay là chúng ta thường là kết nối với lại máy tính thật, đúng không ạ? Chúng ta thường kết nối với máy tính thật như thế này thì chúng ta download nó xuống, đúng không? Thì đấy là cái mục tiêu của chúng ta hay sử dụng, đúng không? Nhưng mà gì ạ? Chúng ta đi làm nhiều dự án và nhiều công trình khác nhau thì bắt buộc chúng ta sẽ cài nhiều phiên bản TIA bọc tô khác nhau. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng phiên bản TIA bọc tô mà chúng ta lỡ làm trên máy tính ảo đây, chúng ta lỡ làm trên máy tính là VMware đây ha. Đấy, chúng ta mở lỡ làm trên máy tính VMware này rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta kết nối với BIOS thật ha, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ha. Thế thì hiện tại bây giờ admin có một cái đề tài như thế này, đó chính là admin đang sử dụng cái con máy tính, admin đang quay video ha. Cái con máy tính này là cài cái máy cài VMware ở đây, thì các bạn vào đây xem cái VMware ở đây là V17 Pro đúng không? Và VMware 17 Pro thì admin đã có cài TIA bọc tô lên đây. Đấy, admin có cài TIA bọc tô lên đây rồi đúng không? Đấy, nó nằm trong chương trình VMware. Thế thì hiện tại bây giờ admin đang có một con BOC nằm đây đúng không? Admin đang kết nối với cái máy tính thật của chúng ta. Nhưng mà gì ạ? Cái máy tính thật của chúng ta là admin không dùng nó để kết nối, đúng không ạ? Máy tính thật của admin đang dùng TIA bọc tô V17 đây này. Đấy, chúng ta vào cái phần install and software, chúng ta nhìn thấy máy tính thật đang kết nối với TIA bọc tô V17 đúng không? Thì thông thường chúng ta sẽ biết là gì, con BIOS này là địa chỉ là gì ạ? Con BIOS này là địa chỉ là 192.168.0.1 đúng không ạ? Nếu như chúng ta kết nối BIOS thật thì chúng ta chỉ cần download thằng này xuống đúng không ạ? Hiện tại bây giờ admin sử dụng cái bộ chuyển đổi nhá. Từ USB qua Ethernet đúng không? Thì chúng ta kết nối như thế này thì nó sẽ loát như thế này đúng không ạ? Thì nó sẽ ra. Chúng ta có BIOS như thế này thì chúng ta kết nối như thế này đúng không ạ? Thế thì chúng ta kết nối như thế này là chúng ta đang kết nối với BIOS thật đúng không ạ? À, kết nối máy tính thật với BIOS thật đúng không ạ? Thì cái này thì dễ rồi đúng không? Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái máy tính ảo để chúng ta kết nối đúng không? Và khi mà chúng ta sử dụng máy tính ảo thì tôi tắt phần mềm TIA bọc tô này lên nhá. Tôi tắt phần mềm TIA bọc tô này đi này, đúng không ạ? Và qua đây là tôi sẽ sử dụng một cái máy tính gì ạ? Tôi sẽ sử dụng một cái máy tính là gì ạ? Tôi sẽ sử dụng một cái máy tính là VMware nằm đây. Đấy, nữa giờ tôi sẽ sử dụng một cái máy tính và tôi cũng sẽ kết nối cho cái con BIOS này. Đấy, con BIOS này là con BIOS là 192.168.0.1 luôn. Và hiện tại ở đây thì tôi đang sử dụng là gì ạ? Ở đây thì các bạn muốn cho nó kết nối qua cổng Ethernet nên là nó sẽ có ba cái cấu hình để chúng ta kết nối. Chúng ta vào VMware setting, đúng không ạ? Để chúng ta xem là gì ạ? Thì hiện tại bây giờ là ở đây chúng ta sẽ vào cái phần network adapter thì nó sẽ có ba cái cấu hình. Cấu hình thứ nhất là cấu hình theo cầu nối, có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng cấu hình theo brick thế thì gì ạ? Cái cạc mạng của chúng ta là nó sẽ nhận cùng lớp mạng với gì ạ? Với cái máy tính thật. Ở đây theo cái mô hình này này. Các anh chị có thể theo cái mô hình này này. Đó, nếu như chúng ta sử dụng máy tính thật này, đúng không? Nếu như chúng ta sử dụng cái máy tính thật đi, là chúng ta chọn brick thì có gì ạ? Cái máy tính ảo của chúng ta sẽ nó sẽ nhận cấu hình của các mạng vật lý là các mạng của máy tính thật và địa chỉ IP của nó hay là lớp mạng của nó sẽ giống với cái lớp mạng của máy tính thật. Chỉ có điều gì ạ? Chúng ta muốn kết nối được thì chúng ta sẽ phải sử dụng một bộ adapter. Bộ adapter này nó sẽ có cái chức năng là gì ạ? Là fast IP cho máy tính ảo đây. Đó, thì đây là cái chế độ thứ nhất để chúng ta kết nối. Cái chế độ thứ hai mà chúng ta thường hay kết nối nữa là cái chỗ NAT. NAT là cái chế độ mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đi làm. Có nghĩa là gì ạ? Khi mà chúng ta chọn theo cấu hình NAT,
Cấu hình NAT có nghĩa là gì ạ? Máy tính thật, máy tính ảo đấy này, sẽ được nhận IP từ một cái thằng là DHCP server. Và cái thằng IP này này và lớp mảng trong cái thằng máy tính ảo này nó khác hoàn toàn với lớp mảng trong cái thằng làm máy tính thật đấy. Nhưng mà do sử dụng cái thằng NAT device thì nó vẫn có thể kết nối ra thế giới bên ngoài. Và khi mà kết nối ra thế giới bên ngoài thì nó đã thông mạng được rồi, thì nó sẽ kết nối với con BUC nằm đây. Thì cơ chế của cái thằng là NAS device thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi kết nối cái phần này. Cái cơ chế thứ ba là một cái chế là host only. Hình như cái chế độ này là hình như không có sử dụng được thì phải, không có sử dụng để kết nối được BUC thì phải. Còn một cái chế độ nữa là gì ạ? LAN là customer, thì hiện tại bây giờ customer thì cái này là gì ạ? VMnet 0 là tương ứng với brick, VMnet 1 thì tương ứng với host only, và VMnet 8 thì tương ứng với là NAT. Thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng ba chế độ này thôi, nên các bạn không cần chọn cái thằng customer này. Còn một cái chế độ là LAN assignment thì sau này thì admin sẽ nói thêm cái phần LAN assignment. Còn chủ yếu chúng ta sẽ nói về cái phần là NAT trong bài học ngày hôm nay để chúng ta kết nối với máy tính ảo nhé. Kết nối máy tính ảo với BOCS 7200-7500, đúng không? Khi mà chúng ta chọn NAT này, chúng ta nhấn OK này. Thế thì các bạn nhìn thấy là hiện tại bây giờ máy tính của tôi đang sử dụng Wi-Fi, đúng không? Máy tính của tôi đang sử dụng Wi-Fi thì tôi sẽ vào cái mục là gì ạ? Trên adapter option. Đấy thì các anh chỉ nhìn thấy là gì ạ? Ở đây là gì ạ? Wi-Fi thì chúng ta nhìn nhấp vô, chúng ta vào cái phần detail thì nó có gì ạ? Cái lớp mảng là lớp 192.168.43. Cái lớp mảng là lớp này, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta chọn cái cấu hình là NAT thì gì ạ? Thì cái lớp mảng ở bên trong của chúng ta nó sẽ khác hoàn toàn với cái lớp mảng ở máy tính thật. Các bạn nhìn nick vô đây, chúng ta coi này, chúng ta coi nhá. Đấy, chúng ta vào detail này, các bạn nhìn thấy chưa? Ở bên ngoài của chúng ta là 192.168.43 đúng không? Còn ở đây là .187 thì cái lớp mảng đây là lớp mảng khác hoàn toàn luôn. Nhưng mà gì ạ? Nó thông mảng được ra bên ngoài nên là chúng ta sẽ có quyền chúng ta kết nối với BOC. Mong BOC chúng ta nằm đây đang đấu nối vô máy tính thật, đang cắm trực tiếp vô máy tính thật ha. Rồi. Thế thì khi mà chúng ta chọn NAT ở đây nhá, thì chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ này CMD này, đúng không ạ? Chúng ta gọi là bin, bin đúng không ạ? 192 này, .168 này, .0.1 này. Thì các bạn nhìn lập tức các bạn nhìn thấy là gì ạ? Bên ngoài nó sẽ có là cái con BUC của chúng ta. Đây con đấy là cái máy tính chúng ta bin trong cái phần là máy tính ảo nha, còn ở đây tôi băng bin trong phần máy tính thật thì chúng ta sẽ bin này. Đấy, tôi bin trong phần máy tính thật đều thấy, và tôi bin trong phần máy tính ảo thì đều thấy luôn. Chính vì vậy mà chúng ta có thể là gì ạ? Kết nối được với phần mềm TAA bọc tô với máy tính với BUCS 7002 và BUCS 7005 nha. Rồi thì trước khi tới cái phần này thì tôi xin giới thiệu một chút xí, thì hiện tại bây giờ là bên trung tâm có các khóa học về lập trình BLC online. Thế thì hiện tại bây giờ bên trung tâm có 4 khóa, bao gồm là khóa học 1 BOCS 7200-7500 WinC cơ bản. Thì các anh chỉ có thể xem nội dung các khóa học vào đây. Đấy, đây là các nội dung các khóa học ha. Rồi còn BOCS 7200-7500 và WinC nâng cao thì các anh chỉ có thể click vô đây để các anh chỉ xem nội dung các khóa học. Đấy. Thế thì về cơ bản về các khóa học về BOCS 7200-7500 và BOCS 7500 thì hiện tại bây giờ bên trung tâm có 4 khóa như thế này. Và hiện tại đang được giảm giá là full 4 khóa là 700k. Ngoài ra thì bên trung tâm còn có khai giảng thêm 2 khóa học về WinC Unify, là khóa học đi trước và đón đầu xu hướng công nghệ mới. Đấy, đây là 2 khóa học về đi đầu và đón xu hướng công nghệ mới. Thì các bạn nào đăng ký thì các bạn có thể liên hệ với admin ha, qua số của admin là số điện thoại sử dụng Zalo đây này. Ngoài ra thì các anh chỉ có thể là gì ạ? Các anh chỉ có thể là sử dụng thêm một cái phần, các anh chỉ có thể lên YouTuber, các anh chỉ vào danh sách phát để các chỉ xem thêm là nội dung và các trailer về khoa học lập trình WinC Unify này, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta sẽ thêm cái phần là gì ạ? Là khóa học lập trình Win 300, 400, 2000 năm ở trên này. Đấy, để các chỉ xem thêm là nội dung này, các quyền lợi và các trailer về khoa học nằm trên này nhá. Rồi để không mất thời gian của các anh chị nữa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần là kết nối máy tính ảo với BOCS 7005, 2002 và 2005. Rồi sau khi mà chúng ta bin được địa chỉ thì chúng ta download bình thường thôi. Đấy, chúng ta download được bình thường thôi. Đấy, chúng ta download này. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đang sử dụng cái cầu là cầu cái chúng ta đang sử dụng cái thằng là NAS device nhé. Còn sau này thì admin sẽ hướng dẫn các bạn cái phần là brick và LAN Simon, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái phần này trước, chúng ta sẽ load trước ở đây.
Đấy, chúng ta đó, sau khi mà load được như vậy thì chúng ta go online nó thôi. Đấy, thế thì nếu như chúng ta đã download nó được thì gì ạ? Dĩ nhiên chúng ta sẽ có thể gì ạ? Upload nó lên được đúng không ạ? Chúng ta có quyền chúng ta upload nó lên được đúng không ạ? Đây, chúng ta vào cái phần là online nó lên. Chúng ta start nó này. Đấy. Đấy, modify về 0 đúng không ạ? Chúng ta stop này. Đấy, modify về 0 như này. Được chưa? Nội dung của cái bài học ngày hôm nay là việc kết nối BOCS 7200 BOCS 7500 thông qua máy tính ảo. Và trong cái phần máy tính ảo thì các bạn phải lưu ý là chúng ta sẽ đang chọn cái chế độ đầu tiên. Chúng ta chọn cái chế độ là NAT NAT đúng không? NAT đây này. Còn video sau thì admin sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chọn cái brick và LAN Simon. Được chưa? Thì admin sẽ chọn cái chế độ này nằm đây. Được chưa? Thì đấy là video ngày hôm sau. Còn ngoài ra các anh chị muốn xem thêm về cái cấu hình cho cạch mạng thì các anh chị vào cái phần là Virtual Network Editor. Trong phần Virtual Network Editor thì các anh chị nhìn thấy này, cái cạch mà cái IP của cái máy cái lớp mạng của cái máy tính ảo á, nếu như mà chúng ta chọn NAT á, thì nó là 192.168.2.7 này đây. Đấy, nó khác ở đây ha. Đấy, đây là DB server. Các bạn lưu ý chúng ta phải chọn cái gì ạ? User local DHCP server distributed hay nghĩa là chúng ta phải leak cái thằng này này để cho nó có quyền diện nó phát IP cho chúng ta theo cái cấu hình nằm đây. Đấy, nghĩa là IP của cái máy tính ảo thì được cái thằng là DHCP server này nó tự động nó phát, và IP của thằng này này và lớp mạng của thằng này nó khác hoàn toàn với cái thằng lớp mạng của máy tính thật. Nhưng diện bởi vì nó thông mạng nên là nó sẽ được ra bên ngoài, chính vì ra bên ngoài thì nó sẽ kết nối con PC nằm đây. Thì đấy là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay của admin về kết nối máy tính ảo với BOCS 7200 trên phần mềm Tibokto xin tạm dừng tại đây. Thì các anh chị nào có thể xem thêm về ba các chế độ khác nhau là NAT, RIC và Hot Only thì các anh chị có thể lên kênh trên này các anh chị xem này, bài video này này, anh chị xem thêm được chưa? Còn video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.